chung một chồng thì nàng như thế nào? Chung một chồng. Ê à, nhẹ nhẹ cho chị hai nó nhờ. Thì phận em là thứ thế. Hay đó, cái đó là nàng nói nha. Dạ, Thiên Kiều. Điều chi? Vậy à? Được, cho mời vào. Dạ, nay khâm sai thân đau ái đồng xin được mời vào trúc dinh cùng nhau đàm đạo. Mời Nguyên Soái. Mời khâm sai. Bạn tham giao nay quân trưởng thần đáo ái đồng mừng chúng ta được cùng nhau tao ngộ. Mỗi người một nhiệm vụ tổng tích phải chu toàn, tông ra tông tư phải ra tư. Hả? Tiểu Phùng Xuân Nguyên Soái, đừng quên ta đang giữ chức khâm sai của đại triều Minh Quốc. Sao? Khâm sai của đại triều Minh Quốc cả. À, tiểu đệ vì quá tiểu tích tình bằng hữu thâm tình mà quên mất cả lễ nghi, xin khâm sai miễn chấp. Vậy thì chẳng hay, đến Hải Quan Hà Sử xin khâm sai khúc trực phần mình. Nếu phong cơ đồ học báo đạo ca, có tên Hải Quốc cầu dinh thông hùng binh thủ thành, lại hiện kết tranh giành mật ước với Thiên Tào. Chiêm Minh Quốc chia đôi, vua Lôi Đình thịnh nộ, sai ta tới Ai Đồng. Ai trao chắc Minh Tâm Tạo Phàn, Liễu Phùng Xuân quyết nghiêm trì quốc tặc nghiêm mà mình à. Đây thanh chỉ Minh Tào hoàng đế Liễu Phùng Xuân xem lại sẽ tỏ tường. Ồ thanh chỉ, thanh hoàng vạn vạn tuế. Nồi Nghiêu Thuấn nhanh già rồi giấu, Trẫm Minh Triều hoàng đế Huệ Tông, vì muôn dân tướng sĩ một lòng, nhìn cương thổ đáp ơn vũ lộ. Này phán thật Liễu Phùng Xuân Nguyên Soái. Tội chinh tặc, quạt tặc phiên đô, mật ước cùng hai mặt tấn công, ngoại xâm nội kích cướp ngôi Minh Đế. Khoan cho tôi. Đọc tiếp cái Liễu Phùng Xuân. Cẩm gì trong họ Chu Diệt tặc thần, lệnh truyền thảo tặc đại tướng quân Lữ Thạ Thông hùng binh tông lãnh. Lữ Thạ Thông hùng binh tông lãnh.
kiếm lĩnh bãi chức Nguyên Nhung. Dạ sĩ quân, tức mũ mạo Liễu Phùng Xuân. Độ giải phản thần, Liễu Phùng Xuân về triều nội, chiêu theo quốc pháp, an xử ba đạo, gia quyết chu di tam tông. Đây chính là chết ta rồi. Đà ma thần tử dám đâu sai lời, chính xuôi theo về muôn thoa nhuốc nhờ nào phai. Lòng vàng lung danh na áo danh ngôi bao, vì đâu nỗi quan dương vào mình, anh mang đến thanh bình quả ước tiên phù quân. Lòng này không mà thấu, nhà vua muốn anh đã lìa đời. Sao thì hành chiều chiều đôi pháp tư gia hình, chớ nghe trung thần cưỡng ly khó toàn thân. Lòng người tính đâu nào gì tham mà xong, mà quên hiếu đúng mà làm đâu. Không, nhưng sao mãi chỉ thị theo bếp đi hành đi, bằng lòng theo à? Đâu rồi pháp ti đành à? Nhưng đạo quân quốc phải chu toàn, trước khi em chết anh xin chúc cho em sống phò chúa đảng quy danh, còn có thác làm thần cho linh hiển. Giáp sĩ quân đốc Liễu Phùng Xuân pháp thượng sử toàn. Ta chết đã đánh rồi, nàng nên nhớ quân sự thần tử, thần bất tử là bất trung. Quân quân ơi, nhưng lẽ ra chàng là người có công, sau nay chiếu vua lại bắt tội chàng. Tại sao?
dám hỏi không sai. Vậy chứ đây là chiếu của vua hay là chiếu của ai? Khéo hỏi cơ cầu, đó là chiếu của vua chứ còn chiếu của ai? Chiếu của vua, nhưng tại sao lại là bút ký của quan thừa tướng? Mà dù chiếu ai cũng vậy, người có bằng lòng chịu tôi hay không? Không. Kháng chỉ à? Ta không kháng chỉ, nhưng ta phải được trở về triều đình để đổi chức. Đã là phường đánh tắc, chỉ vẫn mong mãi quốc cầu vinh. Ta không mãi quốc cầu vinh. Dạ thì tóc liễu phần xuân quá trường sử trò. Ê, qua má. Vui lấp thân danh phàn thần anh ma, dàn theo em về phiên bang, vì quân trang sầm tấu anh bội quân ngơ. Sống đời vắng bồn nỗi ức quan chỉ của đất trời soi thấu ba quốc tận trung cho người sang chi anh hùng. Nay lũ gian thần sàm tấu và vua quan chàng lâm bước đường cùng, anh quyết lấy cái chết để chứng minh lòng thiết thành. Nhưng Ngọc Quế giấu vui bùng những người sáng tin anh. Thiên Kiều ơi, đây thanh kim lưu truyền của dòng họ Liễu, nàng hãy giữ lấy và nhớ lời ta khi ta. Khi nào quy ương sống hùng kiếm đủ cặp, là ngài phụ thê ta được sung dày. Mau về phiên đi. Con chết vợ trong tất cùng chết. Không còn kịp nữa đâu. Đợi ta lại nàng. Ta lại nàng mà. Đi đi. Nè con đi. Con đi. Nặng ra đi. Bà má. Đi. Bà má. Đi. Chúng ta. Chết đi. Bà má. Đi. Bắt cho đồng hiểu không cơ. Phùng Xuân, mau bỏ tay với hàng, bằng không mạng ngươi có sống. Không, ta Liễu Phùng Xuân xin như tân tử đi thần. Ta tha chết chứ không làm quân ban nước. Quả là phường nghịch tặc, chi vẫn mong mãi quốc cầu dân. Giáp sĩ xa tuyên. Và thưa quý vị, bây giờ thì quý vị có muốn nhận quà nữa không quý vị?
Vâng ạ, à, chính vì vậy cho nên Ngọc Phượng mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với phần đố vui có thưởng. Và phần quà của chúng ta vẫn là một phần quà cùng với phong bì lì xì là 1 triệu đồng do công ty bột mì Đại Phong cùng với Cà Phê 2Zero tài trợ. Và bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng cùng đến với clip thứ tư chưa quý vị nhờ? Này Cao Công Tử, nghe thiếp thông báo lời chân tình, do thầy bạn sai đây cùng ai nên duyên trúc mai, do trời sắp sẵn tương lai anh bằng lòng thuận ứng thì em xin tha ra. À, thôi bây giờ là ưu tiên cho mấy cô lớn lớn tí xíu. Nãy giờ là mình đã có những người trẻ rồi. Thì bây giờ thôi bây giờ cô bên này. Xin chào cô tên gì ạ? À, tôi tên Giang. Câu hỏi thứ nhất dành cho cô là đoạn video clip đó trích trong vở cải lương nào của tác giả gì? Dạ xin trả lời là Thần Nữ Dân Ngủ Linh Kỳ. Đúng không thưa quý vị? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái vị khán giả khác. Xin cảm ơn cô rất nhiều. À, bây giờ là bây giờ thôi bây giờ mình đang là người lớn ha. Thì bây giờ xin mời chị. Chị có thể giới thiệu tên ạ. À, tôi tên Hạnh. À, chị Hạnh cho biết là cái đoạn video clip đó trích trong vở cải lương nào của tác giả gì? Vở cái lương đó chích trong cái đoạn Lưu Kim Đính Dễ Giá Thọ Châu. Dạ là tác giả. Tác giả nổi tiếng lắm chị. Tác nổi giả tiếng của lắm. Diễn Châu. Vâng, lại là một người không trả lời đúng nữa rồi thưa quý vị ơi. Thôi bây giờ phải chuyển rồi. Mình ưu tiên cái. Rồi, bây giờ để cho ngồi đây đi ha. Rồi, xin chào chị. Chị Út. Trích đoạn đó trong vở cải lương nào? Tác giả ai? Tác giả Bạch Mai, Lưu Kim Đính. Dạ. Dễ Giá Thọ Châu. Rồi theo chị hồi nãy là quay cái đoạn video clip đó là quay ở phim trường hay là quay ở ngoại cảnh? Đó ngoại cảnh. À, phim trường. Ngoại cảnh. Giờ phim trường. Một tràng pháo tay thưa quý vị. Vâng, và đây là phần quà dành cho chị. Rồi, xin phòng máy khoan phát clip. Và bây giờ là chúng ta sẽ chọn câu hỏi như thế này thưa quý vị. Hãy kể 5 vai diễn mà nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã thể hiện rất thành công. 5 vai diễn. Rồi, hiện nay chị thấy có một cánh tay giơ lên thôi. Xin mời bạn. À, dạ thưa anh, 5 vai diễn mà nghệ sĩ Kim Tử Long thể hiện rất thành công đó là vai Lục Vân Tiên, vai Đổng Thừa, vai Lữ Bố, vai Nguyễn Phục, vai Vua Anh Tôn. Vua Anh Tôn nữa là 5 vai. Bạn đọc mà nhớ danh sách như là bạn, nếu 5 vai diễn này là trong 5 vở tuồng nào bạn có nhớ luôn không? Dạ nhớ. À, Lục Vân Tiên trong vở Kiều Nguyệt Nga, Đổng Thừa trong vở Tờ Huyết Thệ hay Mã Siêu Bá Phụ Cô. Wow. Vua Anh Tôn trong vở Sự Ái Phi Giao. Nãy kể gì quên mất rồi. Nguyễn Phục trong Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Còn một cái. Rồi, chỉ là hỏi. Hãy thêm Lữ Bố trong Phụng Nghi Đình. Wow. Vâng, quý vị thấy đúng không ạ? Vâng, phải nói là một cái khán giả mà đã xem mà rất kỹ những cái vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và không chỉ nhắc 5 vai diễn mà bạn cũng nhắc rất rõ là 5 cái vở diễn mà nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã từng tham gia. Cảm ơn bạn, xin lỗi bạn tên gì ạ? Dạ em tên Phương. Vâng, và chúc mừng Phương. Vâng, và chúng ta dành cho Phương một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Anh Quốc chuyển quà cho bạn luôn nè, chúng ta ở gần ạ.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái đoạn clip tiếp theo thưa quý vị. Ta anh á, là tôi thấy nhớ. Tí à. Chắc đại mình cũng như nhau. Khổ lắm nha. Tôi bắt đầu thấy buồn và mơ ước vẫn chưa. Xin chào. À, một khán giả rất là trẻ. Rồi, chào em tên gì? Dạ, em tên Khang. Rồi, Khang cho biết là trích đoạn đó trong vở cải lương nào? Dạ, vở cải lương Trung Độc Đắc. Đúng không thưa quý vị? Đó chỉ là mới một phần thôi, phần thứ hai là câu này trẻ là đố cắt cớ chút xíu. Theo bạn là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long về đoàn nào ta? Rồi bây giờ là về đoàn Trần Hữu Trang 3 năm mấy? À, hơi khó nha, suy nghĩ. Về đoàn Trần Hữu Trang 3 nha. Năm mấy? Dạ, năm 1985. 1985 đúng không thưa quý vị? Ủa sao em biết hay à? Dạ, hồi đầu anh có nói. Sao? Hồi lúc đầu anh có nói. Trời sao tôi ngu dữ vậy trời. Vâng, hồi nãy nếu quý vị là theo dõi thì Hữu Quốc có giới thiệu về cái quá trình hoạt động của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Khi mới ra trường thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long năm 1985 về đoàn Trần Hữu Trang 3. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là phần quà dành cho bạn. Thỉnh Thái Thượng Hoàng nhập điện. Miệng lệ, các khanh hãy bình thân. Này các khanh, dạ. Ta chán cảnh vàng son sa mạc, mới tìm nơi non giả ẩn tu. Chuyện sang Hà làm rối công phu, cực lòng trầm mới về để xử án. Này văn võ hãy nghe lời trầm phán, giữa triều ca thiết lập công đồng. Lập công đồng xử án, lôi bọn gian thần vào Kim Loan Điện. Dạ, thần đồ mang hương phục. Dạ, mã thuận thái giám quan. Kính chúc thái, dạ, kính chúc thái thượng hoàng phước dư trường thọ. Hai ngươi hưởng lộc chúa sẽ đem lòng hoàng chúa, thọ ơn vua sao trở mặt hại vua. Vua bất minh phải tỏ lòng rụng can gian, cổ lý đâu thúc đẩy hại tôi trung. Thiết ngự quân đem hai gã bêu đầu đời tam pháp. Trời ơi, ông ơi, tôi bị quan ai cũng giờ, ai cũng giờ. Còn anh Tôn Vô Đạo và ác hậu Phi Giao,
sao không thấy giữa kim trào thọ tội. Nghịch nhi xin bái mạng phủ hoàng. Tội nhi kính chúc an khang long thể. Ta miệng lệ đội ơn phủ hoàng. Đội ơn phủ hoàng. Anh tôn, ta tin tưởng mới giao quyền xã tắc trị sang hà đức độ an dân, lập tả công hữu hậu thành thần. Sao sai đắm sắc nhang gây bạo động, tội thứ nhất giết tôi lương đông, tội thứ hai giam vợ hại con, tội thứ ba phế bỏ chuyện nước non. Làm vua mà đạo lý chẳng còn, truyền trúc phế anh tôn. Võ Đạo Quân, đem hồn chúa lăng trì xử giáo. Dạ quan, nói tôi hầm giữ cho non ăn thịt con bao nơi. Cha con đã cúi đầu run sợ, nói tổ thương xin mớ lượng khoan. Hãy nói đi, cớ sự ấy tại do ai? Tâu thái thượng hoàng, Phi Giao làm loạn là do Bảo Hòa phò mã. Phi Giao, ngươi dám xưng hô với phụ thân ngươi như thế à?
Tô Thái Thượng Hoàng xin nhớ dùng cho cô xuất giá tòng phu. Cha mẹ gả con rồi thì như liều con đã xúc nuôi, chưa thọ án giữa kim trào vẫn nghiễm nhiên là hứa hậu sông ngôi. Mày xưng hô như thế mày rõ ràng tôn ti thượng hải. Kinh bẩm ông Bảo Hòa Phò Mã, như ông thân là tướng giang sang không bồi đắp, lại phải lũy mình về một mảnh lệ vương. Đã thấy cảnh suy đồi thì làm sao tiếp bước tiền nhân, nên tôi gây bạo động giữa dân triều, chứ không thể yếu hèn cuối lòng trong tình cảm. Trời ơi, quen gì anh thiếu nợ. Thiên nhau, mày đối xa với cha mày như thế hay sao? Thiên nhau. Bảo quả công chúa, nếu như phải quan trách những đứa con bất hiếu thì chữ bất hiếu kia tôi xin gửi lại cho bà. Tôi bị tâm cung bắt buộc phải xa nhà, còn bà, bà vì yêu ai mà bỏ cha bỏ mẹ. Tôi và bà cùng ở triều nghi, cùng hàng tốt phẩm, ngồi cao hơn thiên hạ, cũng hiểu tưởng xe loan áo ngọc đáy vàng. Tôi hơn bà nhiều lắm đó thưa bà. Tôi làm vợ vua, trọn một nhà hoàng phụ hưởng vinh sang, tôi không bị thoát thầy. Để chịu làm tay cho phụ mẫu. Cha tôi, tôi phản đối chiến tranh. Thà bất nghĩa cho thắng đành trơ mắt ngó. Làm thiên nhân lòng ngày không an, con ta gây loạn là do ta không khơi ra chuyện xa. Cầm phép nước không thể nào dĩ đệ, thiếu đức tài có bệnh trị gian sang, còn hữu hậu phi giao, người có biết tội á quyền thiên tử, đảo loạn hoàng cung, tội ấy như thế nào người khá nói. Tâu Thái Thượng Hoàng, con có tội, con bằng lòng chịu tội
xin cho trẻ được nói một lời. Được, ngươi cứ nói. Tâu Thái Thượng Hoàng, con Bảo Động Bảo Quyền là do Thái Thượng Hoàng xoái bảo phi nhau. Trời ơi, ta là người ẩn vật tu tâm, tại sao lại bảo rằng ta xui bảo? Tâu Thái Thượng Hoàng, trời không sanh hai mắt, nước không thể hai vua, tại sao? Tại sao nguyên trào lại có tới sông ngôi hoàng hậu? Chỉ phân biệt hai cung tả hữu mà thôi, vì ngán hà cho nên tôi mới hờn ghen. Chỉ là kẻ đứng sau, tôi phải dựng danh cùng người đi trước. Tôi giật dành hạnh phúc cho tôi thì tôi mới hạ tình địch để thỏa lòng đố kỵ. Đã bước trên một bước cần phải lấn lướt nhiều hơn. Tuy tôi là nữ nhưng tài văn chứ tôi chẳng kém nam nhân, thế mà mẹ tâm nạp vào cung sung cảnh chung. Thái Thượng Hoàng không nghĩ quyền vua ép buộc Tư Hầu thì đâu đến nỗi, đâu đến nỗi tôi phải vào cung để gây bạo động. Có phải người xui biểu tôi hay không? Có phải người xui biểu tôi hay không? Đúng, ngươi nói đúng. Ta có lỗi, lỗi của ta là ý làm vua mà tấn nạp không cần hỏi, không cần chờ ý kiến. Đó chẳng qua vì ta thương họ Hoàng trung nghĩa, ý muốn cho tất cả được hưởng phú quý vinh quang. Nào ngờ trái ý ngươi nên ngươi mới sanh lòng oán, nhẫn tâm làm rối loạn cả nguyên bang. Nếu không nhờ các thanh tể trung can thì còn gì, thì còn gì là giang sang xã tắc. Tội mê hoặc vua trung can giết sạch, tội bất hiếu nhi giam lỏng mẹ ở cung di, tội muốn hại Âu quân diệt tận gốc Hoàng Dương, trọng sao luật Tiêu Hà, tội ấy như thế nào ngươi khá nói. Vì sao sợ ba đau trảm quyết hà thiết ngự quân? Trời ơi, y lệnh bằng lòng chịu chết, chỉ mong tha thứ cho phi giao hộ hậu một phút vô tâm mà dương hòa cho nàng. Quân vô chớ nên thương tình thiết cam lụy mình nào bị thắng. Ah!
đài. Đêm trăng quy giữa chiều thương, cả cánh ta dùng mà thương, mà ta nỡ phi nhau đàn cả sâu ơn vàng ngàn đời không. Lỡ ra khi quan trai hồng nhan như nhau, nào ngờ đâu nghe điều sầu đau. Mong thắng quân nghe lời cầu, giang mang trong hiền tỳ cõi xứ ba đau. Đáng lý ra hiền tỳ chỉ phanh thân để rời tội lỗi, nhưng xin giang mang ta mang cho dù thương lòng. Trong quân pháp công ty thâm kỳ kỳ, thái thượng hoàng công ty kỳ ta giang. Tha hương nỗi đoạn gian sang ta. Triều lệnh giờ văn võ triều đình tấu rồi, ta giảm án cho phi giao khỏi bị phân thay. Phi giao trực điện quân, phi giao văn phòng tứ bửu và tam ban triều điện. Trời ơi, phi giao, phi giao của... do hoàng đế anh tôn phê chiêu. Trời ơi, ta phải phê chiêu giết người chung chăn gối. Ôi hỏi phi giao, ta thương tội cho nàng. Ngọc trầm châu chua xót lệ tuôn tràn, ta có thể hy sinh mạng sống các ngôi vương hoàng để đổi lấy bạc ngàn tam ban. Phi giao ơi, nàng chết rồi ta sống sao an, như nhàn lạc bầy kêu sương ngồi bàn. Trời ơi, vương đế làm chi mà không quyền không hạn, giữ lại cung chương một nhan sắc trang đài. Đã một lần trái đạo, anh tôn có phê chiêu hay không? Phu hoàng phê